Vâng, và tiếp tục chương trình Cà phê Ngày mới sáng nay, chúng tôi xin được điểm qua những thông tin nổi bật được báo chí đề cập. Đầu tiên sẽ là những câu chuyện về mạng xã hội. Có thể nói là việc kiếm tiền từ YouTube đang có sức hấp dẫn ghê gớm đối với không chỉ các bạn trẻ mà còn đối với nhiều người khác nữa. Mà mới đây thì một số YouTuber Việt Nam có thu nhập từ vài tỷ đồng đến cả chục tỷ đồng một năm giờ cày view cho YouTube. Để tăng view kiếm tiền thì đã có không ít người bất chấp làm những nội dung nhảm. Và đây là vấn đề được đề cập ở trang 1 và trang 4 trên báo Pháp luật Việt Nam với dòng nhan đề Tại sao YouTuber rác thành sao của nhà báo Nguyễn Mỹ. Chúng ta hãy cùng điểm qua. Bài viết này cho biết bên cạnh những đoạn video được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, âm thanh, nội dung thì vẫn còn đó những sản phẩm có nội dung nhảm nhí, thậm chí là điên rồ, đặc biệt là nguy hiểm đối với trẻ em. Các đoạn video này được đăng tải trên YouTube với mục đích là gợi trí tò mò của người xem, thu hút càng nhiều lượt xem càng tốt. Một số kênh đã lợi dụng lồng ghép cảnh hở hang, nội dung kỳ lạ, hướng dẫn các em làm những việc điên rồ như thắt cổ mà vẫn thở hay là cách nuốt các đồ vật mà không sao. Các đoạn clip này được gắn từ khóa gợi ý hết sức chuyên nghiệp. Chính vì thế chúng đạt được lượng người xem khổng lồ. Về phía cơ quan chức năng quản lý nhà nước, chúng ta có thể làm được gì để triệt tiêu môi trường dung dưỡng, không chỉ phó mặc cho các cơ quan chức năng về văn hóa thông tin mà ngay cả các cơ quan khác có liên quan cũng cần phải có sự chung tay. Đơn cử nếu như cơ quan thuế quyết không chấp nhận quyết toán chi phí quảng cáo online cho các nhãn hàng nếu không có chứng từ, bản kê chứng minh nội dung mà họ đính kèm quảng cáo là lành mạnh, thì liệu có còn nhãn hàng nào chấp nhận buông thả online nữa hay không? Vâng, như vậy là bài báo này cũng đề cập ra một khía cạnh là chỉ khi nào tất cả mọi người đều quay lưng với kênh YouTube bẩn thì các bậc phụ huynh dành thời gian nhiều hơn cho con để định hướng con, để biết con mình đang phải đối diện điều gì, chứ không phải là để con một mình trên không gian ảo. Thì khi ấy các kênh YouTube nhảm nhí mới có thể là không còn đất sống và không còn tồn tại. Và từ đó thì mới hạn chế được rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn đối với các em nhỏ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là mạng xã hội đã biến không ít những kẻ vô danh thành những người hùng, thành thần tượng, để rồi từ đó họ có thể bộc lộ được sự ngông cuồng và được dân mạng tung hô. Đằng sau những sự nổi tiếng thì chắc chắn cũng phải có một cái giá phải trả rất đắt. Trên trang số 1 và trang số 7, báo Pháp luật Việt Nam cũng đã có bài viết Cái giá phải trả cho việc ném rác lên không gian mạng, tác giả Trần Trân. Cụ thể thì cách đây vài năm, cư dân mạng bỗng chứng kiến sự xuất hiện rầm rộ của trào lưu giang hồ mạng, mà Khá Bảnh là một trong những kẻ tiên phong. Facebook của anh này thì tràn ngập hình ảnh xăm trổ, vàng đeo đầy tay, kiểu tóc bờm ngựa, quá khứ bất hảo, phát ngôn thì gây sốc, coi thường pháp luật. Những trò chơi trội như là tụ tập dàn ngang trên quốc lộ, đốt xe. Những điều mà khiến cho người xem cảm thấy sốc chính là Khá Bảnh đã được giới trẻ hâm mộ, coi là thần tượng. Đi đến đâu có một bộ phận giới trẻ tiền hô hậu ủng. Kênh YouTube và Facebook của Khá Bảnh trở thành một trong những kênh có sức ảnh hưởng khá mạnh đối với giới trẻ, đạt nút vàng, có hàng triệu lượt theo dõi, khiến Khá Bảnh kiếm tiền khủng mỗi tháng. Từ hiệu ứng Khá Bảnh, nhiều tay chơi giang hồ cũng đã lập ra các kênh Facebook, YouTube riêng của mình, lên mạng thoại chí anh hùng, có thể kể đến như là Phúc XO, Dương Minh Truyền, Dũng Trọc, Phú Lê. Tuy nhiên thì cơ quan pháp luật cũng đã không nương tay cho các hành vi ngông cuồng trên mạng của các nhân vật giang hồ. Hàng loạt giang hồ mạng lần lượt xa lưới pháp luật với các tội danh thích đáng. Huấn Hoa Hồng đã bị bắt đi cai nghiện, Phúc XO, người đeo vàng đầy người, đi dạo phố để thu hút đám đông đã bị phát hiện buôn ma túy, nghiện và thích bay lắc. Thưa quý vị, sau sự trả giá trước pháp luật của những nhân vật tai tiếng, các kênh giang hồ mạng hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội. Nhiều bậc phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm khi con mình không còn theo dõi kênh và thần tượng một cách lệch lạc của các tay giang hồ nữa. Hàng loạt động thái mạnh của các cơ quan chức năng cũng đã chính thức khép lại một thời kỳ giang hồ mạng hoành hành. Vâng, lệch lạc thần tượng cũng là một khía cạnh mà rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, đặc biệt là trong những ngày gần đây khi mà chúng ta thấy là có một thần tượng của rất nhiều những em nhỏ đã được lên tiếng cũng như là được báo chí đề cập đến khi mà cô cho đăng tải rất nhiều những nội dung phản khoa học cũng như là phản giáo dục. Thưa quý vị, câu chuyện ồn ào về một YouTuber nổi tiếng với đoạn clip phản giáo dục vừa qua chắc hẳn đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh trong chúng ta nhìn lại mối quan tâm đối với con cái của mình như thế nào. Con đang thích gì, xem gì? Và không ít người thì cảm thấy giật mình. Bài báo trên trang số 19 của báo Tuổi Trẻ với dòng nhan đề Cha mẹ là thần tượng của con được không? Đang đề cập đến khía cạnh này. Thời đại của Internet phát triển, của mạng xã hội phát triển mạnh mẽ lại khiến không ít những đứa trẻ đang cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chúng bị cuốn vào thế giới ảo rất nhiều những màu sắc trên mạng xã hội. Chỉ cần một cú click là có thể tìm ra hàng loạt các chương trình hợp gu. Với những suy nghĩ còn non nớt như một tờ giấy trắng, bọn trẻ lắng nghe học hỏi rất nhiều điều từ các YouTuber. Nhà báo Nhật Hoa là giám đốc trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, gần đây chúng tôi cũng có khảo sát học sinh tiểu học, nhận được những từ khóa diễn tả tâm trạng chung của các em, đó là buồn vui thất thường, chán nản, cô đơn. Trong đó tâm trạng chán nản và cô đơn, đa số.
Các em cũng nói rõ các em vui những lúc được chơi với bố mẹ, được xem TV, được chơi game. Theo bà Nhật Hoa, mẫu số chung thu hút khán giả của một số kênh YouTube là người sản xuất khá hiểu về trẻ em, biết chơi cùng trẻ em. Nhưng đáng tiếc có chủ kênh chưa đặt sự phát triển lành mạnh của trẻ lên hàng đầu để cẩn trọng và kỹ lưỡng khi sản xuất, nên dẫn đến việc xuất hiện những nội dung có thể gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Và đây là điều rất nguy hiểm. Vâng, qua nội dung vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng vai trò của các bậc phụ huynh là vô cùng quan trọng trong việc là dẫn dắt định hướng cho trẻ xem gì là vô cùng cần thiết. Vì vậy mà các bậc phụ huynh thiết nghĩ là chúng ta cũng cần phải dành khá nhiều thời gian để có thể là chơi với con trẻ, đặc biệt là phải nên là trở thành thần tượng của con mình. Và bài báo kết luận là một câu hỏi là không biết là các bậc cha mẹ có cần phải là một thần tượng của con mình hay không cũng đang là một vấn đề còn bỏ ngỏ hiện nay. Thưa quý vị, thật ra mà nói có thể định hướng con trẻ theo cái nếp sống, cái lề thói của gia đình cũng như là những cái thói quen tốt thì chính những bậc cha mẹ trong gia đình phải làm gương cho con trẻ. Và trong quá trình chúng ta nuôi dạy con thì chúng ta cũng phải dành rất nhiều thời gian để qua đó có thể giám sát con mình. Nếu như trong quá trình nuôi dạy con thì phải là một người bạn với con thì từ đó Phương nghĩ các bậc phụ huynh, những ông bố bà mẹ mới có thể lắng nghe được nhiều hơn những tâm tư tình cảm đến từ những đứa trẻ nhỏ. Và trong quá trình nuôi dạy con của mình thì Phương nghĩ là cũng có không ít lần những bậc phụ huynh đã chứng kiến được cái cảnh là con mình không nghe lời. Vậy thì trong những lúc đó quý vị sẽ ứng xử như thế nào? Phương được biết là hiện nay có không ít người, những bậc phụ huynh khi mà con trẻ không nghe lời, ngăn bướng thì những bậc phụ huynh này và giáo viên đang theo dạy trẻ có xu hướng là sẽ sử dụng đòn roi để giải quyết. Nhưng đó thì thưa quý vị chưa phải là cách dạy con tốt nhất, đó cũng chưa phải là cách dạy con tích cực nhất. Chúng ta phải cần thay đổi để thế hệ trẻ có thể tốt hơn về mặt tư duy. Trên trang số 12 của báo Lao Động cũng đã có bài viết Kiểm soát cảm xúc khi dạy trẻ của tác giả Nguyễn Thuận. Lúc ba mẹ la mắng, trách phạt bằng đòn roi, trẻ sẽ hình thành tư duy khoảng cách giữa người chịu phạt và người có quyền quy. Như vậy thì ba mẹ sẽ khó là người đồng hành, hướng dẫn con trong quá trình lớn lên và phát triển. Đặc biệt, trẻ từ 2 cho đến 11 tuổi, khi bị kích động quá mức, sẽ có khuynh hướng là bỏ chạy hay là phản kháng bằng bạo lực, từ chối tiếp nhận giáo dục. Cảm xúc người lớn tác động đến hành vi của trẻ. Thầy Lester Stephen, hiệu trưởng trường quốc tế Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mối quan hệ của ba mẹ và con trẻ ảnh hưởng rất nhiều đến cách con nhìn nhận bản thân, cũng như là thế giới xung quanh, cách con phát triển về nhận thức. Dù trẻ ở độ tuổi nào, điều quan trọng là phải nhất quán khi nói đến kỷ luật. Nếu phụ huynh, giáo viên không tuân thủ theo các quy tắc mà họ thiết lập, trẻ cũng không có khả năng để làm như vậy. Trẻ em cần sự quan tâm. Khi phụ huynh buộc con làm việc gì, thì mình cũng phải làm được việc đó, là hình mẫu để con trẻ noi theo. Quan trọng hơn là tất cả mọi người khi tham gia dạy trẻ phải thống nhất được những yêu cầu và hình phạt đối với con trẻ. Bài báo này cũng cho biết thêm, cô Huỳnh Thị Nga, giáo viên tiểu học tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra quan điểm dạy trẻ để phát triển toàn diện. Phụ huynh và giáo viên cần phải kiểm soát để việc cằn nhằn, lặp đi lặp lại những lời nhận xét không tốt đối với trẻ. Thay vào đó nên có một bản cam kết đưa ra giới hạn về những hành vi được làm và không được làm, tập cho trẻ tính tự giác. Bên cạnh những thông tin về giáo dục thì trong buổi sáng ngày hôm nay rất nhiều những thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh tế tiêu dùng cũng đã được các bài báo đề cập và chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cần tìm gấp để xoay sở công việc. Nhiều người như chết đuối khi mà với được cọc khi có người tự xưng là những nhân viên của ngân hàng và hứa sẽ làm thủ tục để hỗ trợ đảm bảo vay tiền, chỉ cần nộp một khoản phí thủ tục thôi. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền khoản phí theo yêu cầu thì nhiều người tiếp tục bị vòi thêm tiền và phát hiện ra thì mình đã bị lừa. Phản ánh đến báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc cho biết các chiêu lừa đảo tinh vi đã khiến không ít người dễ dàng rơi vào bẫy, nhất là những người đang cần tiền gấp và nhẹ dạ cả tin. Trên báo Tuổi Trẻ ở trang số 10 có bài viết cùng dòng nhan đề Bẫy lừa cho vay qua mạng. Thời gian gần đây, những kẻ lừa đảo còn lập các trang fanpage, những group Facebook giả mạo của ngân hàng để tiếp tục lừa đảo. Thông qua các trang này, kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của khách hàng, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, sao kê, mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking nhằm lừa đảo. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ khách hàng về việc một số kẻ xấu làm giả hợp đồng vay để lừa đảo, thu phí làm hồ sơ. Những kẻ này tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay qua các trang mạng xã hội của ngân hàng, công ty tài chính, rồi sau đó tiếp cận, tư vấn, chào mời. Hồ sơ giả mạo được mô phỏng các điều khoản theo hợp đồng vay tại OCB. Tuy nhiên, các thông tin về người đứng tên của đại diện ngân hàng đều sai lệch. Sau khi cung cấp các thông tin, khách hàng sẽ được yêu cầu thanh toán theo dạng code, tức có nghĩa là giao tiền, giao hàng, thu tiền.
thông qua shipper người giao hàng, bưu điện với chi phí từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng để nhận hợp đồng vay. OCB cũng cho biết thêm, đây là cái chiêu thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Techcombank cũng đã lên tiếng khuyến cáo về một số người tự xưng là cán bộ thẩm định khoản vay và chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để mời chào và cung cấp các khoản vay. Có nơi quảng cáo là có dịch vụ thanh lý hồ sơ cho vay, và Techcombank thì khẳng định những trường hợp quảng cáo làm các dịch vụ cho vay, thanh lý hồ sơ cho vay qua mạng chỉ là giả mạo mà thôi. Vâng, thưa quý vị, theo chuyên gia kinh tế Quỳnh Trung Minh cho biết, muốn vay vốn thì khách hàng cần phải đến trực tiếp ngân hàng để có thể nộp hồ sơ, trực tiếp ký hợp đồng vay với ngân hàng và được giải ngân. Và rõ ràng hiện nay thì không có ngân hàng nào nhận hồ sơ cho vay thông qua các trang mạng, các ứng dụng xã hội như là Facebook hay là Zalo hoặc qua bất cứ một hình thức trung gian nào. Đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì các ngân hàng cũng không yêu cầu khách hàng chuyển bất kỳ một khoản tiền nào trước khi mà giải ngân cho vay. Quy trình vay vốn tại ngân hàng được thực hiện một cách đầy đủ các bước về mặt thẩm định, về việc ký hồ sơ giấy tờ. Do vậy, cần phải lưu ý với các khách hàng của chúng ta là không nên nghe theo những lời chào mời cho vay vốn trên mạng rồi chuyển chi phí để rơi vào những cái bẫy lừa đảo mà chúng tôi vừa đề cập như trên. Rõ ràng là thông qua không gian mạng thì nếu như mà người dùng chúng ta không cảnh giác, rất có thể sẽ bị rơi vào những cái chiêu trò lừa đảo rất là tinh vi trên mạng xã hội. Và thưa quý vị, vừa qua thì hàng loạt vụ mua bán lan đột biến được tung lên mạng xã hội có giá từ vài chục tỷ đồng cho đến 250 tỷ đồng một cây, bị nghi ngờ là diễn trò để cài bẫy người hám lợi. Trên trang số 4 của báo Người Lao Động cũng đang có bài viết thực hư cây lan đột biến giá 250 tỷ đồng. Vào ngày 20 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Công an thị xã Đông Triều chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế Đông Triều, Ủy ban Nhân dân địa phương có liên quan xác minh thông tin về giao dịch mua bán lan va, lan đột biến với giá trị lớn và báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã trước ngày 23 tháng 3. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3, cộng đồng những người chơi lan đột biến không khỏi kinh ngạc bởi thông tin một thương vụ chuyển giao cây lan va Ngọc Sơn Cước tại vườn lan va Đất Mỏ ở phường Mậu Khê, thị xã Đông Triều có giá lên đến con số là 250 tỷ đồng. Thông tin này lại được chia sẻ livestream trên Facebook với hàng nghìn lượt theo dõi. Theo ông Hoàng Văn Mạnh, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin về thương vụ mua bán lan va Ngọc Sơn Cước, cơ quan này bước đầu đã xác minh được bên chuyển nhượng là nhà vườn lan va Đất Mỏ tại thị xã Đông Triều. Nhà vườn này đang trồng 12 hectare lan các loại. Còn thông tin về thương vụ mua bán lan va Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng thì cơ quan chức năng không nắm rõ. Phía nhà vườn cũng cho biết toàn bộ số lan trong vườn hiện mới chỉ trong giai đoạn cấy, nuôi trồng, không xác nhận việc mua bán. Đối tượng bán là hộ gia đình phát triển nông nghiệp nên không thuộc đối tượng quản lý của các cơ quan thuế. Cơ quan thuế chỉ quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhiều người chơi lan cũng cho biết sở dĩ giá lan va trên thị trường có giá là lên đến con số rất là cao bởi vì những người mà phát triển lan va phi điệp năm cánh trắng, các loại này ngày một lên cao do những người chơi lan tự bày trò diễn xuất. Họ chia sẻ thông tin khắp nơi, cách nào hám lợi trước mắt, cả tin thì rất dễ dàng bị dính bẫy. Một số người đưa ra nhận xét cũng có thể đây là chiêu trò mánh khóe của các đối tượng rửa tiền. Ở phần cuối của tiết mục điểm báo ngày hôm nay thì chúng tôi xin được đề cập đến một khía cạnh cũng đang được rất nhiều người quan tâm khi mà trong bối cảnh mà Covid-19 đã bước đầu được khống chế ở Việt Nam và chúng ta đang có những ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới Covid-19, đó chính là về du lịch. Du lịch có thể nói là đã gặp rất là nhiều những cái điều kiện may mắn trong những ngày vừa qua khi mà chúng ta có thể là phục hồi khi mà mùa du lịch hè đang đến rất gần. Nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh, phương án mở cửa quốc tế cũng đang được nghiên cứu, mà hiện nay thì Việt Nam đang nắm trong tay nhiều cơ hội để phục hồi và có thể là bứt tốc du lịch sau đại dịch. Báo Thanh Niên phản ánh vấn đề này trên trang 7 trong bài viết là du lịch sẵn sàng bứt phá. Bài viết này cho biết dù chưa đến cao điểm du lịch hè nhưng mà hiện nay nhu cầu khách đi du lịch cũng đã bắt đầu tăng hơn trước. Hiện các đơn vị du lịch lữ hành đang triển khai nhiều tour tuyến điểm đến phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đáng chú ý là ngay khi nhu cầu du lịch ấm lên, hàng không cũng cấp tập tăng tải để đẩy thuyền phục vụ du lịch cũng như là phục vụ du khách trong mùa hè tới. Theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam cho biết, phân tích với một đất nước gần 100 triệu dân với thu nhập sức mua ngày càng cao, thị trường du lịch nội địa luôn là quan trọng, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, khi du lịch quốc tế trên thực tế đã hoàn toàn mất. Trước dịch, thị trường du lịch nội địa đạt hơn 90 triệu lượt khách, gần bằng tổng dân số nước ta. Năm 2020, mặc dù bị giảm tới hơn 34% so với năm trước do ảnh hưởng của Covid-19, 56 triệu lượt khách du lịch nội địa vẫn là một con số có giá trị lớn. Ông Nam cũng lưu ý thêm, đối với du lịch nội địa, chỉ cần kiểm soát dịch tốt
Trong đó có việc nhanh chóng phát hiện, cô lập nhanh các ca nhiễm trong tương lai, chắc chắn sẽ còn xuất hiện ở lúc này, lúc khác, vào thời điểm này, thời điểm khác. Cô lập cục bộ trong phạm vi hẹp thì du lịch nội địa sẽ bắt đầu quay trở lại. Trong bối cảnh đi du lịch nước ngoài trong năm nay vẫn còn khó khăn, thì rõ ràng cơ hội để chúng ta phát triển du lịch nội địa là càng cao.